Xin chào các bạn, chủ đề ngày hôm nay theo mình đó là một chủ đề cực kỳ quan trọng cho du học sinh tại Nhật. Đó chính là ba điều mà chúng ta cần phải lưu ý để được gia hạn visa ở Nhật. Thì như các bạn cũng biết là dạo gần đây thì Cục xuất nhập cảnh Nhật Bản đang rất là gắt gao, rất là nghiêm túc trong việc xét duyệt visa của du học sinh đến từ các nước như là Việt Nam, Trung Quốc. Thì không những là về visa lần đầu tiên đến Nhật mà cả trong việc gia hạn visa cũng rất là nghiêm túc, rất là gắt luôn. Nên mình phải lập tức làm video clip này để chia sẻ cùng các bạn và chúng ta hãy cùng nhau lưu ý ba điều tiếp theo mà mình trình bày ở đây để có thể được xin gia hạn visa một cách dễ dàng, không có gặp nhiều khó khăn cũng như là không có bị từ chối và đuổi về Việt Nam. Rồi, điều đầu tiên mà chúng ta cần phải lưu ý đó là về điểm chuyên cần. Thì ở đây người ta gọi nó là shuseki. Thì cái tần suất mà các bạn đến lớp phải từ 90% trở lên. Và đặc biệt là nếu mà các bạn đi trễ, các bạn cũng bị trừ điểm. Và đối với các trường mà nghiêm túc á, thì nếu như bạn ngủ gật trong lớp, bạn cũng sẽ bị trừ điểm. Nên có nhiều người không có nghỉ ngày nào hết nhưng mà vẫn sẽ bị trừ đi 1%, 2%. Thì các bạn cứ tính theo cái đó, nếu như mà chúng ta đi học không có thường xuyên lắm, hay bị mệt, hay nghỉ, thì còn hay đi trễ nữa, thì có thể là cái shuseki nó sẽ thấp xuống mà chúng ta không hay biết, rồi đến khi mà cuối cùng tổng kết ra thì nó lại bị dưới cái mức mà người ta quy định. Chính vì vậy nên chúng ta cần phải đi học đều ngay từ đầu, nhất là cái quãng thời gian đầu khi mà đến Nhật á, thì mình còn đang tràn đầy sức sống, còn có tinh thần, còn khỏe khoắn để học, thì các bạn phải đi học thật là thường xuyên, đừng có để mà gần đến cái lúc mà xét duyệt visa rồi thì mới phát hiện ra là cái điểm chuyên cần của mình quá thấp, thì lúc đó kéo lên không kịp. Thêm một điều nữa mà các bạn cần phải lưu ý là khi mà chúng ta học ở trường Nhật á, thì khi mà mình bị bệnh không phải là mình cứ gọi điện lên cho các cô rồi nói là mình bị bệnh rồi, thì dĩ nhiên là người ta sẽ ồ không sao đâu, ở nhà nghỉ ngơi nha, nhưng mà cái điểm chuyên cần của bạn vẫn sẽ bị trừ. Chỉ trừ phi mà bạn bị bệnh đi đến bác sĩ có giấy khám của bác sĩ thì ngày hôm đó mới được tính shuseki như thường. Bên cạnh đó thì ở trường học thường xuyên có các sự kiện, ví dụ như đi nghe định hướng nghề nghiệp chẳng hạn, hoặc là đi khám bệnh. Thì nếu như bạn đăng ký cái sự kiện đó hoặc là lớp bạn được đi cái sự kiện đó, thì khi đi bạn cũng nhớ là phải đến đó và thường là sẽ có điểm danh. Tại vì thường sẽ có một số bạn quậy phá, thích vui chơi, thì lẽ ra đi thì lại không đi, lén đi đâu đó chơi. Vì vậy nên trường thường sẽ điểm danh. Nên nếu như mà mình không để ý, mình không điểm danh, thậm chí mình đi mà không có được điểm danh á, thì mình sẽ bị trừ điểm chuyên cần mà mình không hay biết. Nên mình cũng phải lưu ý những cái việc đó. Bên cạnh điểm chuyên cần thì tiếp theo chính là việc làm thêm của bạn. Thì tất cả chúng ta đều biết là ở Nhật quy định du học sinh chỉ được đi làm thêm 28 tiếng một tuần. Có nghĩa là mỗi ngày vị chi chúng ta chỉ đi làm được khoảng 4 tiếng thôi. Nhưng mà dĩ nhiên là có rất là nhiều bạn có hoàn cảnh, rồi gia đình không chu cấp tiền được hoặc là phải trả nợ nữa, nên phải cố gắng đi làm hai ba việc. Thì có rất là nhiều mẹo, từ standby chỉ là chúng ta có thể là đăng ký hai ba thẻ ngân hàng, rồi mỗi việc sẽ link với lại mỗi việc sẽ liên kết với một cái thẻ ngân hàng khác nhau. Rồi bên cạnh đó thì chúng ta có thể đi làm nhiều, rồi sau này sẽ nói là số tiền mà mình làm nhiều đó là mình đi làm những cái dịp nghỉ hè, nghỉ thu, nghỉ xuân. Thì mình biết là những cái dịp nghỉ đó thì các bạn được đi làm 40 tiếng một tuần lận. Nhưng mà dĩ nhiên là thực tế là các bạn đi làm trên 28 tiếng một tuần xuyên suốt khoảng thời gian luôn, chứ không chỉ riêng cái nghỉ hè, nghỉ xuân, nghỉ thu đó đâu. Người ta làm rất là gắt gao, chúng ta phải nộp cái zicho là cái sổ ngân hàng. Thì khi mà bạn làm thẻ ngân hàng ở bất kỳ ngân hàng nào, bạn sẽ được nhận hai cái, một cái là sổ ngân hàng với một cái là thẻ ngân hàng. Thì dĩ nhiên á, vì sự tiện lợi của thẻ ngân hàng nó mỗi tháng mình đi rút tiền thì mình chỉ cầm cái thẻ thôi cho tiện. Nhưng mà cái đặc điểm của sổ ngân hàng ở Nhật á, là nó có một cái bảng sẽ liệt kê lịch sử giao dịch, có nghĩa là tháng nào tiền nào ra, tiền nào vô. Thì nếu như mà các bạn dùng cái sổ zicho đó mang ra ATM đúc cái sổ vô, thì mỗi lần mà mình thực hiện một cái giao dịch là nó sẽ ghi lại bên trong cái sổ đó. Thì đây là cái thẻ và cái sổ của ngân hàng bưu điện. Thì mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Như các bạn thấy đó, cái sổ ngân hàng này có thể ghi chép lại rất chi tiết là vào ngày nào, gửi cho ai, nhận từ ai, bao nhiêu tiền, vì lý do gì.
thì những cái đó rất là quan trọng luôn. Mỗi tháng một hoặc hai lần bạn phải cầm cái sổ này đút vào trong cái cây ATM để có thể được ghi lại những cái lịch sử giao dịch của mình. Nếu như mà các bạn quên nó đi một thời gian lâu á, thì cái lịch sử giao dịch nó sẽ chất chồng chất đống lên, và khi bạn đưa cái sổ vào á, thì có thể là nó sẽ gặp trục trặc lỗi hệ thống, nó không thể nào ghi chép lại hết cho bạn được. Bởi vậy nên mỗi tháng bạn cần cầm cái sổ này đưa vào ATM hoặc là mang ra ngân hàng đưa cho nhân viên á, họ cũng có thể là làm cho bạn. Thì nếu như bạn thực hiện cái việc này đều đặn, nó sẽ bảo đảm cho cái việc sổ ngân hàng của bạn thật là minh bạch, và cái việc mà xin gia hạn visa nó sẽ đơn giản dễ dàng hơn. Còn đối với những ai á, mặc dù là chỉ là một việc thôi nhưng mà công việc đó là việc trả lương tay, không có được nhận qua thẻ ngân hàng á, thì mỗi tháng cái ngày mà bạn lãnh lương á, bạn cần cầm số tiền lương đó đem bỏ vào thẻ và phải bỏ cái sổ này vào trong cái trụ ATM. Thì như vậy á, nó sẽ ghi lại là vào ngày đó thì bạn bỏ vào bao nhiêu tiền, thì sau này mình có thể giải trình với cục xuất nhập cảnh là mỗi tháng mình bỏ vào đây là số tiền lương mình nhận được lương tay. Đến đây hẳn vẫn có rất là nhiều bạn sẽ suy nghĩ là chỉ đơn giản là kiểm tra sổ ngân hàng thôi mà, vẫn còn rất nhiều cách để lắt léo, không bỏ tiền vào trong thẻ ngân hàng, không báo cáo số tiền mà mình nhận cũng có sao đâu. Nhưng mà thật ra thì khi mà bạn đến xin gia hạn visa thì chúng ta còn phải nộp thêm một cái tờ giấy, là cái tờ giấy thông báo tiền lương mà bạn nhận được mỗi tháng. Thì mỗi tháng ở các công ty Nhật á, trước khi mà bạn lãnh lương á, thì người ta sẽ gửi cho một cái bản thông báo chi tiết tiền lương của bạn. Đây là cái tờ giấy thông báo tiền lương hồi mà mình còn làm bento á. Thì cái tờ giấy này nó sẽ ghi là tháng đó bạn làm bao nhiêu giờ, rồi tiền lương là bao nhiêu. Thì mỗi tháng khi mà bạn nhận được cái tờ giấy này, bạn không có được giục đi, phải giữ lại để sau này nộp. Thông thường á, thì cho dù đó là công việc bạn nhận lương tay đi nữa thì mỗi tháng vẫn sẽ có tờ giấy này. Hoặc là nếu như mà bạn làm cho những cái cơ sở quán ăn gia đình mà chủ quán không có cho bạn cái tờ giấy này thì bạn phải xin, nói chung là bạn phải xin một cái cách nào đó để hợp thức hóa, là ghi rõ ra là mỗi tháng bạn lãnh tiền lương bao nhiêu, rồi làm bao nhiêu tiếng, thì cái đó bắt buộc phải có. Nếu mà không có thì mình nghĩ là vẫn sẽ có cách giải trình thôi, nhưng mà sẽ gây khó khăn cho chúng ta trong cái quá trình xin gia hạn visa. Có một số bạn làm hai ba việc và lố 28 tiếng hơi bị nhiều, thì các bạn ấy có cái dự tính như thế này. Nghĩa là sau này khi mà các bạn ấy xin gia hạn visa thì các bạn ấy chỉ nộp một cái sổ ngân hàng và một cái tờ giấy thông báo tiền lương của một việc mà thôi. Còn cái việc còn lại thì các bạn ấy sẽ giấu, sẽ không khai báo lên. Thì làm sao mà người ta có thể xác nhận được là mình có làm thêm nhiều việc hay không? Thì mình chỉ nộp bao nhiêu đó thôi, đúng trong quy định thì người ta phải xét đúng theo quy định thôi. Nhưng mà thật ra thì tiếp theo đây mình sẽ trình bày cái điều thứ ba mà chúng ta cần phải lưu ý, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái dự tính này của các bạn. Điều thứ ba đó chính là trong một năm á, thì gia đình của bạn phải gửi tiền chu cấp sang cho bạn. Thì nếu như mà các bạn còn nhớ là lúc mà chúng ta làm cái giấy tờ để được xin giấy QE để sang Nhật học á, thì có một cái tờ giấy dành cho người bảo trợ, đó là phải cam kết. Thí dụ như là một năm thì phải gửi tiền sang cho con ăn học khoảng 2 lần, là 6 tháng gửi một lần chẳng hạn, thì bắt buộc phải đúng theo cái lời cam kết đó, chính là gia đình bạn mỗi năm phải gửi tiền sang cho bạn 2 lần, thì người ta sẽ kiểm tra cái điều này. Thì giả dụ như làm theo cái dự tính của bạn đi, có nghĩa là ví dụ như bạn đi làm một tháng 2 việc, mà bạn đi làm 20 man nhưng bạn chỉ khai 10 man của việc đầu tiên thôi, còn 10 man còn lại bạn không khai, thì sau này á, thật ra tính ra thì số tiền tổng đó bạn vẫn đủ đóng tiền học phí, nhưng mà sau này người ta sẽ xét ra là à, gia đình bạn không có gửi tiền qua mà bạn mỗi tháng chỉ đi làm 10 man, trừ ra tiền ăn uống, tiền này tiền nọ, thì tại sao bạn vẫn đủ tiền để đóng tiền học phí? Thì lúc đó người ta sẽ phát hiện ra là bạn đi làm lố thời gian. Và dĩ nhiên là cái khó nó ló cái khôn, thì một số bạn cũng sẽ nghĩ ra một số cách khác, ví dụ như là mình đi làm nhiều tiền mà mình sẽ gửi tiền về Việt Nam, rồi sau đó từ Việt Nam lại nhờ ba mẹ mình gửi tiền sang, thì cái tiền đó mình sẽ nói là đây là tiền ba mẹ chu cấp cho. Nhưng mà thật ra nếu như mà bạn gửi tiền về Việt Nam thông qua đường ngân hàng đi, thì dĩ nhiên là người ta sẽ có thể tìm ra được cái lịch sử giao dịch và biết được là đây là một cái vòng tiền đi đúng một vòng, là từ bạn về Việt Nam, từ Việt Nam quay trở lại bạn. Mình nghĩ là cũng có thể là cách đó khả thi nếu như mà bạn trực tiếp cầm tay đi máy bay về thăm gia đình rồi cầm cái số tiền đó về cho gia đình, thì mình nghĩ là có thể xảy ra được, với điều kiện là người ta không quản lý chặt chẽ trong cái việc kê khai số tiền mà bạn cầm từ Nhật về Việt Nam, thì mình nghĩ là có thể là cái cách đó nó sẽ trót lọt, nhưng mà mình không có chắc lắm về việc đó.
nên tốt nhất thì chúng ta cứ đi theo kiểu đường đường chính chính là gia đình gửi tiền qua. Thì có thể là gia đình gửi tiền qua, số tiền đó bạn không xài bởi vì thật sự là bạn đang đi làm có rất là nhiều tiền, nhưng mà tốt nhất là vẫn phải có trên giấy tờ là gia đình có chu cấp sang. Nếu không thì theo kiểu như gia đình gửi con sang Nhật rồi đem con bỏ chợ thì dĩ nhiên là bạn phải đi làm lố giờ, thì như vậy người ta sẽ đánh rớt visa của bạn. Bên cạnh đó thì rất nhiều bạn cũng đang nghĩ ra một số phương pháp khác, ví dụ như là giải trình với người ta rằng là thật ra gia đình có chu cấp nhưng mà ra là gia đình gửi tiền cầm tay cho một người nào khác cầm sang Nhật rồi mình đi đến nhận tiền tận tay. Thì thật ra thì cái cách đó nó cũng mông lung, và giải trình như vậy thì người ta cũng không có biết được đường nào mà lần, nhưng mà người ta cũng sẽ cố gắng là truy tìm là người bạn đó bay chuyến nào và có khai báo với hải quan là cầm bao nhiêu đó tiền Nhật sang hay không, thì người ta sẽ làm rất rõ. Thì đôi khi á, thật sự là cái điều đó là sự thật, là gia đình bạn thật sự gửi tiền cho một người bạn cầm qua thật, nhưng mà lỡ như người bạn đó không khai báo với hải quan á thì cái số tiền đó coi như không có và người ta sẽ đánh rớt luôn. Nhắc đến vấn đề tiền bạc thì quả thật là rối rắm trăm bề. Nếu như mà các bạn không đi theo con đường chính thống, tức là gia đình không có gửi tiền qua đều đặn một năm hai lần chẳng hạn, thì mình nghĩ là nếu như các bạn có nghĩ ra một cái phương pháp gì đó thì trước hết hãy xin tư vấn từ những người có kinh nghiệm và thật sự là đã trải qua cái việc đó rồi, chắc chắn là có làm được hay không. Hoặc là hỏi xin tư vấn từ cái công ty mà đưa bạn sang Nhật du học á, phải hỏi thật chắc, hỏi thật kỹ để có thể bảo đảm được là mình thực hiện như vậy sau này sẽ không có bất kỳ vấn đề gì về mặt pháp lý. Cũng có rất là nhiều cái công ty mở ra để giúp các bạn, là thật ra là tiền của các bạn nhưng mà công ty đó nó giúp bạn làm giấy tờ làm sao đó để trông như có vẻ là thật ra do gia đình từ Việt Nam gửi sang. Thì nếu như mà các bạn muốn đi theo hướng đó, các bạn cần phải tham khảo thật là kỹ càng và hỏi những người đi trước và hỏi những cái người mà bạn thật sự tin tưởng, đáng tin tưởng, chứ đừng có nhắm mắt làm bừa hoặc là gấp quá làm bừa. Như vậy ngày hôm nay mình đã trình bày ba điều rất là quan trọng mà chúng ta cần phải lưu ý để sau này xin gia hạn visa. Thứ nhất đó là về đi học chuyên cần, thứ hai đó là về công việc đi làm thêm của chúng ta là phải đi làm trong 28 tiếng, nếu lố thì cũng không có nên lố nhiều quá, và đặc biệt là phải lưu ý là cập nhật sổ ngân hàng của mình và giữ lại cái tờ giấy thông báo tiền lương chi tiết mỗi tháng. Điều thứ ba đó là gia đình cần phải gửi tiền chu cấp qua cho con em ăn học. Thì nó có nhiều cái rắc rối xung quanh cái vấn đề tiền bạc này thì mình cũng không có dám nói sâu quá về vấn đề đó. Hy vọng là video clip này bổ ích. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.